Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của NT Studio. Theo nhiều nguồn tin thì Samsung đang lên một cái kế hoạch để rút ngắn khoảng thời gian công bố các sản phẩm smartphone màn hình gập của họ vào năm 2023 này. Và sự kiện giới thiệu chính thức những sản phẩm Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 thì sẽ được tổ chức vào ngày 19 hoặc là ngày 26 tháng 7 tới đây. Và chúng sẽ được mở bán vào khoảng thời gian ngày 11 tháng 8 và sớm nhất sẽ là ngày 4 tháng 8, sớm hơn khoảng 3 tuần so với các thiết bị tiền nhiệm. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những mẫu smartphone Samsung thì chúng ta có thể đến với Clickbuy. Tại đây thì sẽ có rất nhiều những mẫu sản phẩm để các bạn có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Do tình hình kinh doanh thua lỗ, đặc biệt là ở mảng sản xuất chip hay là sự yếu thế ở mảng TV của Samsung so với LG, nhưng mà bù lại thì bộ phận mạng và điện thoại của Samsung đã đạt được con số là 3,94 nghìn tỷ won, tức là khoảng 3 tỷ USD lợi nhuận, tăng khoảng 90 triệu USD so với thời điểm mà những chiếc Galaxy S22 ra mắt vào năm ngoái. Điều này thì là một phần do hiệu suất bán hàng của thế hệ Galaxy S23 Ultra cao hơn rất là nhiều, khi mà Samsung trở thành một trong những hãng điện thoại Android tiên tiến nhất và hoàn chỉnh với camera chính lên tới là 200 megapixel cùng bút S Pen và khả năng zoom 10x với ống kính tiềm vọng. Tuy nhiên thì hiệu suất bán hàng xuất sắc của siêu phẩm Galaxy S23 Ultra thì vẫn không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về mặt lợi nhuận từ mảng kinh doanh TV hoặc là những cái thiết bị gia dụng của Samsung. Chính vì thế mà họ vẫn phải nhanh chóng để cho ra mắt sản phẩm tiếp theo của mình. Và tin đồn về thế hệ những chiếc smartphone gập vỏ sò của Samsung thì nó đã xuất hiện rất là nhiều rồi. Đặc biệt khi mà những mẫu Oppo Find N2 Flip ra mắt gần đây với màn hình lớn đã thu hút sự quan tâm rất nhiều của người tiêu dùng. Chính vì thế mà người tiêu dùng như chúng ta lại càng kỳ vọng hơn nữa vào sự thay đổi khác biệt của thế hệ những chiếc Galaxy Z Flip của Samsung. Và nguồn tin đáng tin cậy đến từ leaker nổi tiếng As Universe gần đây thì đã chia sẻ một hình ảnh rò rỉ về thế hệ những chiếc Galaxy Z Flip 5, cho thấy cái thiết kế của sản phẩm cũng như là hé lộ về phần màn hình ngoài cỡ lớn của chiếc máy này. Các tin đồn trước đây thì cho biết rằng là Z Flip 5 nhiều khả năng sẽ có màn hình kích thước khoảng là 3,3 đến 3,4 inch. Đây là một bước tiến rất là lớn, đáng chú ý hơn nhiều so với màn hình chỉ 1,9 inch trên thế hệ những chiếc Galaxy Z Flip 4 hiện nay. Và các bạn có thể thấy rõ là cái phần màn hình ngoài này thì nó không hề vuông vức nhé, mà nó sẽ có một phần cắt rất là kỳ lạ ở phía dưới cụm camera kép. Biết đâu lại là một trong những cái cách để tạo điểm nhấn của Samsung thì sao? Và nguồn tin cho hay là hình ảnh này nó là một phần minh họa thiết kế cuối cùng của Z Flip 5. Và Samsung hiện cũng đang nghiên cứu để điều chỉnh phần mềm của mình sao cho tận dụng diện tích tối đa được cái màn hình lớn này. Và nếu thiết kế này là đúng sự thật thì Galaxy Z Flip 5 sẽ trở thành một chiếc smartphone màn hình gập có cái phần màn hình ngoài lớn nhất trong lịch sử của Galaxy Z Flip nói riêng, cũng như là nhiều mẫu smartphone màn hình gập khác hiện nay trên thị trường. Ngoài phần trang bị màn hình ngoài lớn ra thì nhà phân tích Ross Young còn chia sẻ về việc là Samsung đã làm lại bản lề của họ sao cho ít thấy nếp nhăn nhất có thể. Có thông tin cho rằng là công ty đã phát triển một cái bản lề kiểu giọt nước tương tự như của Oppo Find N2 Flip hay là Motorola Razr 2022. Điều này thì có thể đảm bảo là cái vết hằn nó gọi là tối thiểu nhất có thể, và hai phần bên của màn hình có thể gặp lại cũng như là có thể đóng phẳng chồng lên nhau mà không bị một cái khoảng trống ở giữa như thế hệ trước đây. Nói qua một chút về phần cấu hình trên những chiếc Galaxy Z Flip 5 đi. Nếu như những chiếc Galaxy Z Flip 4 được trang bị con chip là Snapdragon 8 Plus Gen 1, hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có biến thể Plus của phiên bản chip Snapdragon 8 Gen 2, nhưng mà thường Qualcomm sẽ công bố cái biến thể này vào giữa năm. Chính vì thế chúng ta vẫn có thể mong đợi về việc là Z Flip 5 sẽ được trang bị con chip mới của Qualcomm. Nhưng mà Qualcomm vẫn có thể công bố thế hệ chip mới của họ vào giữa năm nay nhằm cải tiến tốc độ về xung nhịp. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi về việc là Z Flip 5 sẽ được trang bị con chip mới của Qualcomm nhé. Về phần camera trên thế hệ Z Flip 5 thì không được đề cập quá nhiều, nhưng mà có lẽ là sẽ không có nhiều thay đổi đây đâu. Với Z Flip 4 các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn có cái thiết lập camera kép cùng cảm biến góc siêu rộng và cảm biến selfie, nó tương tự những chiếc Galaxy Z Flip 3. Ngay cả phần camera chính thì chúng ta vẫn chỉ là cảm biến 12 megapixel giống y chang Z Flip 3, mặc dù là kích thước pixel nó thay đổi một chút là từ 1,4 micromet lên là 1,8 micromet mà thôi. Thế nên là chúng ta không thể nào mà mong đợi về việc là Z Flip 5 sẽ khuấy động thế giới smartphone bởi camera chính lên tới là 200 megapixel được. Điều này hoàn toàn phi lý đúng không? Nhưng mà bù lại thì mình nghĩ rằng là với con số 50 megapixel thì hoàn toàn có thể trên chiếc Z Flip 5 đúng không nào?
Và hiện tại đó là toàn bộ những cái thông tin về thế hệ Galaxy Z Flip 5 đang có trên hiện nay. Và các bạn có cảm thấy hào hứng và mong đợi sự xuất hiện của chiếc Z Flip 5 hay không? Thì comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!